Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này. Em sẽ tổng hợp báo giá rất nhiều các mẫu âm ly nội địa của Nhật và một số hàng Nhật xuất Mỹ và một số dòng âm ly Mỹ này, rất nhiều luôn. Anh em phải nhìn thấy đây, nó lên tới 40-50 cái luôn. Và em sẽ báo giá cho các bác từ phí em gần em trước, tôi đi sâu vào trong. Omni sẽ có giá rẻ nhất là cái 1,5 triệu trở lên. Cái trên cùng đầu tiên trong cái hàng này, cọc này, đó là chiếc Omni Sony có model là em đọc ở đây 510R. Anh em nhớ model để lúc mình mua nó dễ. Con này điện 100V, công suất 130W, giá bán 2,7 triệu một chiếc này. Chiếc Omni này có 3 chiếc Omni Technic, 3 chiếc Technic SUV11 đồng giá là 2,2 triệu một chiếc, điện 100V, công suất 70W. 3 cái trên này, 1, 2, 3, tình trạng nó rất đẹp. SUV11 Audex, Audex là sản phẩm của Toshiba, model là 560. Con này có giá là 2,5 triệu một chiếc và giá bán là 1,5 triệu và điện 100V, công suất 73W. Technic V500, còn V500 là hai con đều V500 anh em nhé. V500 trên là M2 này, và hai con dưới cũng là con V500, còn là con SUV500 đều đồng giá anh em nhé, đồng giá là 1,9 triệu một cái, 1,9 triệu một cái. Sao cọc bên này là con Omni Sony, con này có giá 1,5 triệu, con này AX22 54W, điện 100V, hàng Nhật. Con Kenwood, Omni Kenwood K94, con này giá bán 3 triệu, công suất 260W, điện 100V, cũng tương đối được công suất này. Con Omni Tech 100W, 100V, model BX550, con này có giá bán 3 triệu. Omni Yamaha Z1 con giá bán là 2,5 triệu. Thế một con này anh em này, 2,5 triệu, con này công suất của nó là 80W, điện 100V. Omni Technic SUV60 em có hai con này, giá 4,5 triệu, giá 4,5 triệu và điện 100, công suất 200W, điện 100 và công suất 200W. Chú Victor X500, con này 2,7 triệu, điện 100V, công suất 160W, có cái mặt đậy ở dưới này, nó đã bị mất rồi em nhé, giá 2,7 triệu. Con này mà có mặt thì tầm 3 triệu, nên là mất mặt. Xong cái nô bên này 10 cái, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái, còn lại bên này 13 cái. Đến tiếp tục sang hàng bên này, đã bị em rất nhiều luôn, vẫn đang về thêm nha, vẫn đang về thêm nha. Technic V15, điện 100V, công suất 55W, giá bán 2,2 triệu. Technic 8055, con này 8055, giá bán là 3,2 triệu, điện 100V, công suất là 100W. Con này tiếp thông dưới là con Sony TA62650. Em nhớ model nhé, để đi so giá và đi mua hàng là dễ. 3,5 triệu, điện 100V, công suất 120W, Sony này. Con dưới là con Audex, Audex là sản phẩm của Toshiba anh em nhé. Con này 80W, điện 100V, tương đối đẹp cho chú Audex này, rất là đẹp luôn anh em nhìn thấy. Và giá bán là 3,5 triệu chú Audex này. Bộ tách cả tuner trên, Omni dưới. Omni con này 90W, điện 100V, giá bán 3,7 triệu.
Con Victor S900, Victor S900 270W điện 100V giá bán 4.800.000. Sang cột bên này. Thì hạt cột này có 2 4 6 7. Thế là 20 cái rồi. Âm đi on kia. On kia. Con này AG5. Công suất của nó là 50W điện 100V giá bán 2.100.000. Con dưới là con Sansui 3001 giá bán là 3.500.000. Đây. Và con này model của nó là vào đầu model rồi, điện của nó là 100V, công suất 60W, giá bán 3.500.000. Con Yamaha ở dưới. Con này có model là A5, anh em thử nhìn thấy nó đây. Giá bán 3.200.000, điện 100V, công suất 115W. Tiếp đến con Victor ở dưới, 170W. 170W. 170W điện 100V, giá bán 3.800.000. 170W. Con giày nó tích. Giày tích thì của Mỹ. Con này model FTA111. Giá bán con này là 2.800.000, điện 120V, công suất 150W. Âm đi Sony V25, giá bán 3.500.000, công suất là 80W, điện 120V, hàng xuất Mỹ. Con V45 là con dưới. Đây, V45. Con này điện 120V, công suất 115W, giá bán 3.500.000 bằng con trên. Vì lý do là con V45 bị chết đài. Bán giam đi. Bên này là 2 4 6 7 là 27 cái rồi. Cộng tiếp mấy Onkyo bên này đây, hàng bên này. Onkyo. Hôm nay Onkyo là tiếng rất tốt. 812XG, con này giá bán là 2.700.000, điện 100V, công suất 115W. Xuống dưới là Panasonic. VX500, giá bán con này là 2.300.000, 155W, giá rất là bình dân rồi. 2.300.000, điện 100V, công suất 155W. Con AMD Bueller giá bán là 3.300.000 cho chú model con này là 730, công suất 130W, điện 120V, hàng xuất Mỹ. Tiếp đến là con Technic Su A500, giá bán 2.200.000, quá là bình dân. 2.200.000, điện 100V, công suất 140W, rất bình dân. Đây một chú Su V60 đó, con này nói rồi, giá bán của nó là 4.500.000. Su V460 không nhắc lại nữa. Dưới là con Yamaha đa điện 100 đến 220, điện đa điện. Con này hàng xuất Âu xuất Á đây. Con này 300W và giá cũng tương đối rẻ, 4.500.000, 4.700.000 xin lỗi nhé, 4.700.000 cho chữ Omni Yamaha này mà công suất 300W. Sony F500 giá bán con này là 2.200.000. Đây là cột bên này. Tất cả em báo giá là chưa có phí vận chuyển anh em nhé. 2, 4, 6, 7 tiếp là 34 con. Genetic Mỹ STA77 hơi sắt góc một tí. Con này giá 4.500.000, công suất 280W, điện 120V. Omni Seawood Mỹ có đài anh em nhé, 5.500.000, 7225. Seawood Mỹ giá bán được 5.500.000, điện 120, công suất 110W. Omni S là con này là con SX của Bueller 680. Con này giá rất bình dân rồi, 6.500.000, có 2V, có đài, công suất 95W, con này đánh nó cổ tốt. 6.500.000. Omni GVC 5511 giá bán 4.700.000, công suất 60W, cũng chuyên đánh nó cổ. Có đài anh em nhé, Receiver là có đài. Con Figure 304 giá bán 7.500.000. Figure Mỹ rất to cao đẳng lượng. Bên này là 245, tức là 39 cái rồi. Đến đây là 39 cái rồi. Còn đang dựng liên này, anh em thông cảm nhé, đọc tên cho anh em thôi. Con này là con Figure
Fixer này model là 1022 âm ly đài. Con này điện của nó là 120V, công suất 160W. Giá bán con này là 5,2 triệu. Đẹp long lanh cho chú Fixer này. Chú tại ta dự kiến hai con em thông cảm. Con Onkyo TX666. Con này hỏng mất cái volume mic rồi. Không ảnh hưởng gì cả, đường mic thì chả ai dùng đến mấy. Trông đi nghe nhạc này cả. Con này giá bán là 6,7 triệu. Âm đi KH Mỹ. Model này anh em nhìn là model file, chứ file cuối cùng cho dễ nhớ anh em này. 5,3 triệu cho chú âm đi KH Mỹ này, 120V, 120W. Con này là con Technic 100V 65W, 3,5 triệu. Onkyo 5050 giá bán 5,000,000, 120V, 110W. Đó chỗ này em nhớ mua đen nhé, Nikko 5050 và rất đẹp luôn. Em làm mà nếu mà làm mà kỹ thì nó phải rơi vào 40 con này là mất tận 50 phút, ví dụ mỗi con 1 phút là nó đủ ốm rồi. Tiếp tục đến con dưới cùng trong cái con model này là con Kenwood âm ly đài KR240 ở dưới nha nhé. Con này giá bán 3,8 triệu. Con này công suất đằng sau này em không nhớ con này. Nó mấy chục watt thôi. 3,8 triệu cho chú Kenwood này. 2 4 6 con ở đây nữa, tổng cộng là 45 con. Không có với 50 cái thì anh em nhặt mất 5 cái rồi. Thì còn có 45 con. Và đang tiếp tục về thêm tầm 30 cái nhé. Thì về dần dần em sẽ cui dần dần anh em. Và tổng cộng hôm nay em mới báo giá luôn này. Vậy bà con cô bác có nhu cầu mua bất cứ một sản phẩm nào xin gọi trực tiếp cho Huấn Audio theo số điện thoại 0904 612323. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh của nhà mình. Xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.